Xin chào anh chị, trước mặt anh chị là tuyến số 4 anh chị ha. Cái ngón tay mình chỉ này là xuyên tâm đấy anh chị nhá. Ở đây là giữa tuyến số 4 anh chị ha. Anh chị chạy thẳng hướng này vào là mình vào đúng cái dự án của V-Ship Bình Phước tới đây đấy anh chị ha. Rồi mình đi Tạo Lực, rồi mình đi DT753, mình về Phú Giáo Bình Dương, về Vĩnh Cửu Đồng Nai được theo cái hướng này anh chị ha. Khi mà Tạo Lực nó thông anh chị nhá. Rồi quay lại đây. Quay lại đây là mình hết cái con dốc này này là mình tới cái đường nhựa ở sau siêu thị Copmart Đồng Phú ấy. Rồi mình ra DT741 anh chị ha, trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài, lại về Thủ Dầu Một Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Rồi mình quay lại đây, hôm nay mình cùng anh chị đi tham quan 15 nền đất anh chị ha. 15 nền đất nó nằm hai bên mặt đường tuyến số 4 này anh chị ha, nằm ở góc dưới đó. Thì bây giờ mình cùng anh chị chạy xuống đó xem đất anh chị nhá. Một lần nữa mình chia sẻ lại nhá, đây là mặt tuyến số 4 và trước mặt mình qua ngón tay này này, chỉnh chỉ này, đấy là xuyên tâm. Thì qua xuyên tâm là tới cái khu đất mình giới thiệu cho anh chị. Bây giờ mình cùng anh chị xuống tham quan đất anh chị ha. Nền đất này là ngang 5, sâu 50 anh chị nhá. Bây giờ mình cùng anh chị xuống dưới đó nha anh chị ha. Đây là cái vị trí cái ngã tư tuyến xuyên tâm giao nhau với tuyến số 4 này anh chị này. Tiện đây thì mình cũng quay luôn cho anh chị xem này. Vừa nãy mình đứng là trên đầu dốc bên này. Bây giờ mình sang bên này này anh chị này. Hôm nay đơn vị người ta thi công cái tuyến số 4 với tuyến xuyên tâm này, người ta đang để cống này, này. Anh chị ha. Đây là tuyến xuyên tâm này, đây là tuyến xuyên tâm anh chị ha. Đây là tuyến xuyên tâm này. Đây mình quay cái này là cái tim xuyên tâm này, cái chai đỏ đỏ này là tim xuyên tâm này đó anh chị nhìn theo đó, tim xuyên tâm nhá. Rồi đây đó, xuyên tâm người ta chạy hướng này nhá, đây là xuyên tâm này. Vừa mình đứng trên đỉnh dốc kia mình quay cho anh chị này anh chị ha. Đó, còn bây giờ mình đi hướng vào 15 nền đất này anh chị nhá. Bây giờ mình vào nhá. Bây giờ mình đang đứng ở vị trí đất rồi anh chị ha. Cái lúc đầu video là mình đứng ở bên đó đó. Ngay chỗ ngón tay mình chỉ này này anh chị ha. Rồi đất này nó nằm hai bên mặt đường tuyến số 4 anh chị nhá. Bên này này. Bên này anh chị ha. Anh chị muốn mua bên này cũng được mà mua bên kia cũng được anh chị ha. Đó. Đấy, bên này nhá. Cái miếng đất trống bên này này. Đó anh chị ha. Nền thì rất là nhiều nền nhưng mà bán thì chỉ bán 10 hoặc 15 nền thôi anh chị nhá. Đó, anh chị muốn mua bao nhiêu nền cũng được, 5, 10, 15 gì đó anh chị nhá. Bán chỉ dao động từ 10 đến 15 nền thôi anh chị ha. Rồi, quay lại đây. Rồi, sang đây. Đó, anh chị nhá. Ngang 5, sâu 50, thổ cư 100 anh chị nhá. Đó. Tuyến số 4, mặt tuyến số 4 này. Đó, mình xin phép mình bước sang bên này đi. Đó. Đường số 4 là cũng là một tuyến đường rất là lớn anh chị ha. Nó y như là tuyến đường tuyến số 3 vậy đấy. 42m anh chị ha. Đó. Đây. Đó anh chị ha. Đó. Hai bên nhá. Đó, hai bên anh chị ha. Đó. Giá bán thì là 800 một nền anh chị nhá. Sổ riêng từng nền rồi, mua là công chứng ngay được anh chị nhá. Đó. Thì anh chị nào quan tâm đầu tư sỉ lẻ gì đấy cứ liên hệ cho mình. Đó, anh chị nhá. Thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị nhá. Một lần nữa xin cảm ơn.